Xin chào, lại là Trờ và Mark One đây. Cứ mỗi mùa iPhone ra mắt thì chúng ta lại có một câu hỏi đau đáu trong đầu, đó là liệu có nên nâng cấp iPhone hay không? Vậy thì đến với cả 15 series lần này thì sao? Liệu chúng ta có nên nâng cấp lên hay không? Thì hãy theo dõi hết video này nhá. Ok, điểm đầu tiên chúng ta cần nói đến đó là về ngoại hình. Ngoại hình của các chiếc iPhone của đời Tim Cook của chúng ta thấy là không khác nhau nhiều qua từng năm. Có chăng nó chỉ có một sự đột phá từ iPhone X trở đi mà thôi. Tuy nhiên thì sau đó chúng ta vẫn thấy một cái sự nhàm chán qua từng năm. Chỉ là camera nó to hơn một chút xíu qua từ năm 1. Tuy nhiên ở năm nay chúng ta lại có một sự cải tiến về chất liệu khung viền. Đây là một cái điểm rất đáng để nâng cấp nếu như chúng ta có ý định đổi máy lên. Chất liệu khung viền thép chúng ta được làm quen từ những đời tai thỏ đầu tiên iPhone X series. Những dòng XS, XS Max chúng ta đã có viền thép bó tròn. Sau đó những đời iPhone sau chúng ta vẫn được tiếp tục giữ cái vỏ thép này. Nó khá là nặng cho đến những đời như là 12, 13 và 14 Pro Max. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã có một chất liệu mới, đó là nhôm pha với cả titan. Hai chất liệu này đã pha vào với nhau làm lên chiếc 15 Pro và 15 Pro Max. Chất liệu này được Apple cho biết rằng nó sẽ nhẹ hơn so với cả các phiên bản dùng khung viền thép. Tuy nhiên như mình thấy về cái thông số mà có công bố ra thì nó cũng không nhẹ hơn đâu. Nó chỉ nhẹ hơn một chút xíu, một vài gram thôi nhá. Một vài gram thì đúng, ở trên điện thoại nó cũng có thể là mang đến một sự khác biệt. Nhưng nói chung thì nếu mà so với cả các dòng thiết bị tiền hiệu thì nó có vẻ là chưa có quá nhiều đột phá. Cảm giác cầm nó vẫn sẽ khá là đầm tay và nặng đấy nhá. Cộng thêm một điểm nữa, năm nay cái khung viền của iPhone của chúng ta sẽ được làm hơi bo tròn một chút. Nó giống như cái chiếc M2 này, Pro M2 này. Cái phần viền ở bên dưới nó sẽ hơi vắt tròn và như thế này. Vậy cho nên chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm vào nó ôm tay hơn và nó không bị cấn như là những dòng sản phẩm mà viền vuông hẳn như thế này, cầm mà rất là cấn tay. Mặc dù mình biết là các bạn khi mua máy về thì cũng đeo ốp vào thôi, nên là cái việc mà bo tròn này thì sẽ thích hợp hơn cho ai không cần dùng ốp và thích một cái trải nghiệm cầm thật tay nhất. Tiếp đến sẽ là một cái mà mình nghĩ là quan trọng nhất trong lý do tại sao chúng ta lại phải đổi lên iPhone mới, đó là USB Type-C. USB Type-C là một cái chuẩn cổng kết nối chuẩn sạc đã có từ rất lâu ở trên các sản phẩm Android rồi và đến bây giờ mới được trang bị lên vào cái sản phẩm cao cấp như thế này của nhà Apple. Tại sao một cái kết nối đã rất lâu trang bị lên một sản phẩm xịn như thế này lại phải gây ra một cái tiếng vang lớn như vậy? Bởi vì cổng Lightning đã xuất hiện quá lâu ở trong các dòng sản phẩm iPhone, từ iPhone 5 cho đến bây giờ là 15 series chúng ta mới được thay đổi lên USB-C. Còn một lý do nữa, không nói đến các sản phẩm Android, nói trong hệ sinh thái của Apple thôi, iMac, MacBook, iPad đều dùng USB-C. Vậy thì tại sao một sản phẩm chiến lược như thế này của Apple bây giờ mới có? Nó có một cái tốc độ sạc có thể nó sẽ nhanh hơn trong tương lai. Chúng ta sẽ có thêm chắc chắn là tốc độ truyền dữ liệu phải nhanh hơn so với cả là Lightning. Bởi vì đây là chuẩn USB-C Gen 3 và tốc độ truyền dữ liệu của nó cũng khá là ấn tượng với 10 gigabit trên giây trên các dòng Pro này. Nên nếu như bạn sợ quay video mà hết nhiều dung lượng của máy thì bạn hoàn toàn có thể cắm thẻ nhớ hay là SSD di động qua để truyền file. Và tốc độ như thế này thì chắc chắn là chuyển file sẽ rất là nhanh luôn. Và cuối cùng, chắc chắn là về màu sắc rồi. Không, màu sắc không phải là cái quyết định của chúng ta và cũng không phải là lý do để chúng ta có thể nâng cấp từ sản phẩm iPhone cũ lên với cả 15 Pro như thế này. iPhone thì mỗi năm ra mắt chúng ta đều thấy được rằng là sức mạnh của nó rất ok, chơi game cũng rất là ngon bởi vì hiệu năng con chip cũng rất là mạnh. Tuy nhiên chúng ta gặp phải một vấn đề, đó là ở bên trong con chip này chơi game rất nóng và hiện tượng tụt sáng xảy ra rất là nhiều. Tuy nhiên với A17 Pro năm nay thì Apple khẳng định rằng đây sẽ là một bước tiến lớn của Apple khi mà bước chân vào thị trường gaming. Gaming là một cái mà sẽ ăn vào chip rất là nhiều bởi vì là trên chip của các chiếc iPhone của chúng ta sử dụng cấu trúc chip SoC, con chip mà có cả GPU ở bên trong đó. Như vậy khi mà Apple đã nhấn mạnh về con chip A17 Pro này, họ nâng cấp thêm về GPU tăng hơn 20% so với cả thiết bị tiền nhiệm thì đây cũng là một món hời mà chúng ta nên nâng cấp lên 15 Pro và 15 Pro Max. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải chờ những cái bài review thực tế trên tay trực tiếp thì mới biết được rằng thật sự là có nên nâng cấp lên 15 Pro hay 15 Pro Max vì con chip hay không. Tuy nhiên với cả những cái gì mà Apple đưa ra thì cũng có một cái tiềm năng rất là lớn rằng việc chơi game ở trên máy này là rất ok. Ngoài ra chúng ta còn công nghệ Ray Tracing nữa. Ray Tracing là một cái để chúng ta có thể là điều chỉnh độ sáng theo thời gian thực. Nhờ công nghệ Ray Tracing, chúng ta có thể tái hiện lại môi trường giống như môi trường ngoài đời thật. Giả sử như ánh sáng mặt trời này, ánh sáng đèn sẽ được tái tạo lại rực rỡ và phản chiếu qua một cách chân thực, khiến cho các nhân vật trong game hay là các đồ vật trong game có cái độ đổ bóng sát với thực tế nhất. Công nghệ này cũng đang được sử dụng ở trên những cái card đồ họa dành cho game, ví dụ như là NVIDIA. Ở trong sự kiện thì Apple có show ra một số hình ảnh thực tế của công nghệ Ray Tracing và so sánh trong việc có và không có công nghệ này khi mà chơi game trên iPhone. Như vậy đây cũng có thể là một lý do để chúng ta có thể nâng cấp lên iPhone.
chúng ta có thể giải trí tốt hơn rất là nhiều và cảm giác giải trí nó cũng đã hơn ở trên sản phẩm cao cấp nhất này của Apple trong năm nay. Đó là 3 điểm và cũng là 3 lý do mình muốn khuyên mọi người nâng cấp lên 15 Pro và 15 Pro Max. Tại sao mình không nói đến camera? Camera cũng có nâng cấp về ống kính tele, zoom tiềm vọng lên 5x. Thực ra đối với công nghệ này thì cũng là một công nghệ rất xịn, nhưng cũng giống như các thiết bị đời trước mà thôi. Action Mode hay là các cái công nghệ khác có trong camera chúng ta gần như là không đụng đến nhiều đối với cả đa phần người dùng cơ bản thông thường. Khi mà chúng ta sử dụng camera ở trên iPhone thì gần như chỉ là giơ lên chụp và quay luôn, chứ cũng không có tùy chỉnh gì để gọi là chuyên nghiệp hơn cả. Vì vậy nên công nghệ này gần như là khá là làm màu đối với cả người dùng bình thường. Mình cảm thấy rằng đây sẽ là công nghệ tốt khi mà chúng ta sử dụng với những công việc chuyên nghiệp hơn, và có thể là chúng ta muốn vọc vạch thì mới nên nâng cấp lên mà thôi. Và trong khoảng rất gần đây thôi, khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta sẽ có những sản phẩm iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, thậm chí là 15 thường luôn sẽ có mặt ở thị trường Việt Nam. Và các bạn có sẵn sàng xuống tiền luôn hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment nhé. Và đừng quên để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, Tiếng Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.